À, cái clip mà cái vụ mà năng lượng gốc đó thì nói một cách khác, tao nhắc lại một lần nữa là cái người dân của mình vẫn còn có một cái gì đó mà gọi là có cái sự mình nói cho nó U gọn mê mê gàng, mội. mê muội thì nó cũng không phải là mê muội, có điều giống kiểu còn thấp, dân trí nó còn thấp quá, chính vì dân trí còn thấp quá thì nó mới bị lừa gạt những cái chuyện mà vu vơ như vậy. Ai cũng hiểu rằng lũ mắm bệnh cảm, bệnh sổ mũi, lũ má đi bác sĩ uống thuốc liền tại chỗ mà chưa chắc gì đã hết, mà lũ má còn truyền năng lượng là lũ má là thấy cái chuyện rất là vô lý nó hoàn toàn. Tao là con người nói thẳng là tao con người thuộc về cái dạng giống như kiểu gì ta mình gọi là cái gì tao quên mẹ rồi, có nghĩa là thấy thì mới tin, còn không thấy là không bao giờ Đúng tin, rồi. con thành ra vì đó tao không 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 có chấp nhận điều đó. Nhưng mà khi mà cái tin này lên á thì mình thấy cả một số người rất là nhiều, cả hàng mấy ngàn Đúng rồi. người đó, cho vì đó mình cảm thấy mình ngạc nhiên và mình đánh giá là cái người Việt Nam mình chưa chạy theo kịp cái đà tiến hóa của nhân loại, nó thẳng là vậy, vẫn còn mù mê, vẫn còn dân trí còn thấp, vẫn còn tin tưởng những cái chuyện mà bùa mê rồi bùa rồi chặn giống kiểu là dị đoan mê tín này kia. Cái đó nó đặt nặng vào cái tiềm thức của người Việt Nam mình nó nhiều quá, cho nên vì đó mình cũng ấy thì cũng là nhà nước cũng hoặc là những cái đài mà đưa lên án những cái điều đó thì nó cũng kịp thời, nói chung là cũng kịp thời chứ không có gì cả, nó cũng không có gì quan trọng. Nhưng mà cái vụ án này kết thúc càng sớm thì càng tốt thôi, cái chuyện nó cũng không quan trọng đâu. Nhưng mà tôi muốn nói lại với cái thằng canh chàng hồi nãy mà có gì đó ông tổ bao que đó là cái nói chuyện gì đó, thì tao nói cho mày nghe một cái điều này là ở đây ở trong đất nước Việt Nam mình đã không chống Việt Nam mà thôi, mà đã chống Việt Nam thì 90% là người Công giáo, cha nó không riêng gì đâu. Bởi vì tao nói mày nghe nó bực mình, nó khổ, nhiều khi tao nói ra bởi nhà tao là nhà đạo Công giáo mà tao biết mà, bởi vì nó khổ một cái là nó đi theo một cái chiều hướng là nó đã khi mà anh sinh ra đời anh rửa tội lần đầu mấy tuổi, một chưa đầy 1 tuổi đã rửa tội rồi, bắt đầu từ đó là thâm nhập vào đầu. Tao nói về 99% trong các loại nhà thờ ở Việt Nam đều hơi hướng chống Việt Nam cả, chống cộng cả, ví dụ Vậy bên mình kia. nói Tao mình nói mình đúng, mình mình để mình tao nói mình đừng cái có nói vậy bố, tức là tao cái không chuyện nói nào rõ này, rõ mày ràng để ra ý cái đó khoan, tao chưa nói mình. mày nghe, tao nói khoan, tao chưa nói mày nghe. Đây là một cái tên nữa, cái thằng Đinh Quang Quần Què này, thằng này cũng là đạo Công giáo nè, và hiện giờ nó đang ca tụng đủ má coi như nữ tướng anh hùng của một cái gì, cái con gì trang gì đó, cái con cái gì là Phạm Thị Đoan Trang, là nó cho nó đưa đề cao con nhỏ này lên rất là nhiều. Tao không muốn mở Con rộng mọi hiểu, đấy, nhưng mà ý con muốn tao bố rõ nói ràng thế tao này, tao tao nói mày nghe này, tao nói cho mày nghe con một nó chuyện này, mình phải khi rõ người ràng, nào thì rõ ràng, tao nói rõ ràng đó, hay tao nói tức mẹ là đã cái cô trong có số liệu cụ thể, mình không thể lấy một vài cái cá nhân, một vài trường hợp mà mình cho là tất cả được, như vậy nó không đúng, nó thiếu khách quan, bố biết không? không phải đó là Mình mày nói mày tao mày nói như vậy thôi, nhưng thực chất tao đã sống rất là nhiều nơi trên trên đất nước Việt Nam rồi, và hầu như là những người mà tao ấy là điều đều họ không có thích đối với, nhưng mà cái lý giải của họ không không rõ ràng thì đúng hơn, họ không thích xã hội chủ nghĩa chế độ của Việt Nam thì rồi, nhưng mà hỏi tại sao không thích thì họ không biết bị đi trả lời, có nghĩa là họ theo một cái sự là gọi như là thì ý ý con nói con rao nói giảng, bên hiểu nè, không? bây giờ con nói bố, con nói đôi điểm này nè, con đồng ý với bố luôn, con đồng ý với bố. Vấn đề là thí dụ người ta không thích hay là người ta thích gì đó, thứ nhất chúng ta rõ ràng cái đó là cái quyền của họ, kệ họ, miễn sao họ không vi phạm pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà cụ thể là những giáo dân họ không có đi theo, chỉ có một số nào đó bị lợi và bị Tại một sao phải có cái một những số nào nhân vật đó? lôi Tại nhóm. sao phải có một số nào đó? Tao không có muốn là đừng có một số nào hết. Bây giờ Bố nói vậy đâu có được. mày để trên trước mặt tao là tư mấy ý nó cái gì? Tư mấy ý nó là khi địch còn sống ta dìm hàng bất chấp lý lẽ. Tao dùng cái câu thứ hai. Không Tao dùng được. Bây giờ mình địch cái còn sống nhăn răng đụ má còn nhiều lắm, ở trong nhà nước Việt mình Nam và trong nước Việt Nam mình còn nhiều lắm. Tao phải dìm mình hàng phải bất rõ chấp lý ràng, lẽ. bố Rõ biết ràng. không? Tức là mình tốt nhất là con nói cho bố nghe nè, chúng ta phải hiểu thế này. Việt Nam là một nước pháp quyền và có luật Ủa, riêng cho tín ngưỡng và tôn giáo rõ ràng, tao và hiểu chính điều quyền đó. họ cũng bảo hộ những cái con người đó, miễn sao những con người đó họ sống ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhưng họ luôn tôn trọng vào luật pháp và họ chấp hành, thì cái chuyện đó là chúng ta đâu có gì đâu mà để ra đánh bàn. Nhưng Tôi đâu đã đó tôn trọng, vẫn có
nó tôn trọng ghê đâu quá. Đó không, bố mẹ rõ ràng đâu đó có những cá nhân con công nhận, như con đã từng lên án, thí dụ như là con cũng bên công giáo vậy, nhưng con cũng vẫn lên án là linh mục Đặng Hữu Nam, đúng chưa? Con không đồng ý cái chuyện đó, đã là giống như hồi nãy bạn ông tổ Ba Que nói đó, tao không đã là tôn giáo thì không có được tham gia vào chính trị, cái đó là quan điểm, con là người công giáo, con đồng ý với quan điểm đó. Mình là tôn giáo là tôn giáo, mình không được can thiệp vào chuyện chính trị. Con rất đồng ý. Cái điều đó là đúng rồi, trên đất nước thế giới cộng đồng ai đâu, chỉ có cái thằng Việt Nam mình nó kỳ cục vậy thôi, chứ còn thực chất ở bên Mỹ, bên Pháp, bên Tây gì nó đâu được quyền lạng quản, nó vô nhà thờ đang giảng đạo nó còng tay tại chỗ luôn, chứ chỉ Việt Nam mình là vậy thôi. Bà tao nói cho mày nghe là mày chỉ lên án những cá nhân là tao không thích rồi, dụ má mày phải ba lên án rồi bên quá nhiều. Nói thẳng là quá nhiều. Không, quá nhiều là bao nhiêu? Bố phải rõ ràng, ví dụ như con nói nè, bố phải lấy số liệu rõ ràng. Ví dụ con nói là trong dân số Việt Nam là 98 triệu. Mà trong đó nó có khoảng 10 triệu đi, đúng chưa? Thì trong 10 triệu đó nó phải là nhiều hơn cái số 5 triệu mới là số nhiều, là nhiều quá nhiều chứ. Chứ mình đâu thể mình nói mà một hai hiện tượng như vậy mà mình quy chụp, mình cho rằng là số đông không có được. Như vậy không có được. Cái đó con không đồng ý. Mày không đồng ý kệ. Giống mày. Như con nói cho bố nè, cái tội bên kia là gì rõ ràng đúng không? Cái chuyện gì xảy ra trong đất nước chỉ là một cái hiện tượng, một vài cán bộ thoa hóa biến chất tham nhũng thì nó lại quy chụp cho cả thể chế, thì chúng ta cũng đâu chấp nhận được cái chuyện đó, đúng thì không ạ? Tức là chúng ta rõ ràng ai làm là người đó chịu, và rõ ràng nó phải là có những cái con số cụ thể đàng hoàng. Bởi vì vấn đề này như con nói, bố cũng thừa biết rồi, đã được luật pháp và hiến pháp Việt Nam chấp thuận và có một cái luật bảo vệ riêng. Ai là không biết cái chuyện mình đó. Không thể nói một cách mà gọi là vô duyên vô cớ được, nó không hay. Sao là vui vui cỡ mày, khổ quá đủ chữ gì nữa. Bây giờ thì bố cứ 1 2 4 cứ bố 1 2 bố kêu là số đông là tất cả thì đâu có được, nói như vậy đâu có được. Mình nói như vậy là mình không có dẫn chứng cụ thể, mình nói đâu có được, đúng không? Mày nói thì vậy thì đúng ra là thì trên nguyên tắc là vấn đề và pháp lý thì đúng, mà vấn đề hành pháp thì đúng, nhưng mà trong tâm tư tất cả mọi người công giáo trên biển đất nước Việt Nam mình hầu như họ đều không thích, họ không thích, mà họ không thích họ không biết cái gì, có nghĩa là họ không thích mà họ chưa tới cái lúc mà họ bùng phát thôi. Và tao nói cho mày nghe, tất cả các nhà thờ luôn của đất nước Việt Nam mình cũng vậy nữa, rao giảng toàn là những cái chuyện tầm bậy tầm bạ. Bố nói như vậy là càng sai nữa nè. Bố nói hầu như tất cả các nhà thờ là không có được. Sao không được? Bố nói như vậy là con không có chịu. Còn giờ con hỏi bố nè. Bố lấy cái cơ sở nè, bố dám nói là hết tất cả các nhà thờ được. Trong khi nước Việt Nam mình bao nhiêu cái nhà thờ? Nhiều thờ lắm mày ơi. Đúng không? Thí dụ bố nói là cái khu vực ở Nghệ An có cái giáo xứ của linh mục Đậu Nam gì đó, hoặc là cái khu vực ở Đồng Nai có cái nơi của gì đó của ông Cha Tân hay ông Đình Thục, thì cái đó ok. Còn giờ mình những cái mình phải rõ ràng bố hình dung không? Tức là cái vấn đề mày, gì đó. Hỏi mày á, tôi nói điều rằng ở Việt Nam có rất nhiều tôn giáo, chắc không có riêng gì là Hindu. Đúng rồi. Đó là mà tại làm sao mà khi chống đối nhà nước là chỉ có cái đạo Thiên Chúa, chứ không có đạo nào khác, tại sao? Tại sao bố biết không có đạo khác? Không có. Tại sao bố biết? Tao biết. Tại sao bố biết? Tại sao bố biết? Đúng không? Mày đơn cử thử coi. Đó. Câu hỏi bố tại sao bố biết? Tao hỏi mày đơn cử thử coi. Đồ má, tao bực mình cái đồ quỷ gì lắm, đồ tao không có ưa. Đồ má thiệt mày. Tao là người duy vật. Cho nên ra cái gì vậy đó, mày ngon mà mày mày ngon đó phải không? Chính vì cái chỗ mà con người ta mà bị giống kiểu như là bị cuồng tính rồi bị mê tín dị đoán này kia đó, thế rồi vì đó bởi mới lôi ok ra. Huy thứ nhất là đồng tiền bất kỳ cái đúng gì rồi nè, việc ra đây còn nói nữa nè, đó thôi truyền năng lượng gốc cho ông già đi theo quan ơi đó, không đó việc ra còn hiểu bố còng nữa mà đủ lần lượt gốc ghét chính vì đó nó cũng dây mơ rễ má, bởi vì con người ta bị hay bị tao tuyên truyền cho mày mà thấm dần từ 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 là bắt đầu là mày bỏ hết, mày theo lẫn cái chuyện rất ư là buồn cười. Nó có một cái clip là nguyên một cái đạo gì mà đạo tào lao, cái là một đám người lớn tuổi mà cũng giống như là những người đàn bà là coi như là cũng 30-40 tuổi đại khái vậy, tập một cái đạo gì đó như là pháp luân công gì đó, đủ pháp luân công sắp dài rồi chậm bông lên rồi để xuống má để nền xi măng cái pập đủ má nát mẹ nó hết đồ nghề trên trời vậy. Mà mấy bả vừa đến gì mà vừa đếm càng mạnh thì càng tốt, mà thấy khùng không? Có nghĩa đó họ u mê đến mức độ như vậy thì nó hỏi mày như vậy đâu, thì cái đạo Thiên Chúa cũng vậy thôi,
nó khổ khổ gì đó, rao giảng rồi toàn nói chuyện từ bạn tao tao gì tao có không nghe. Mình nè con nói như vậy nè, con nói như vậy nè, bố để con nói đi, con tin rằng là bố chắc chắn bố sẽ đồng ý nè. Tại sao cái mặt đổi ra mọi người đều thấy là do là đạo Công giáo đúng chưa? Thì chúng ta xét về những cái vấn đề thế này thế nọ và những thành phần mà bên kia nó như thế nào nữa. Đúng mà. Thì chỉ là nhưng mà chúng ta phải rõ ràng, ý của nó là rõ ràng, mình hiểu thí dụ như bên đạo Công giáo đi thì trong số lượng bao nhiêu con người, bao nhiêu cái người theo đạo ở trong một đất nước thì chúng ta mới nói phân biệt ra rõ ràng là số ít hay số nhiều. Còn vấn đề đơn thuần tự vì là họ nổi trội, thí dụ họ làm những việc đó là mình chỉ thấy như vậy thôi, còn những cái khác thí dụ họ ngấm ngầm làm sao chúng ta biết? Họ ngấm ngầm làm sao chúng ta biết được? Tao nói cho mày nghe này, mày cứ đếm cái đúng không? Người những người nào mà giống như bên kia Nam, đó, kể cả hàng ngoại ở trong nước cũng vậy, 90% là người Công giáo. Đây tao nói giống như không có giống gì hết trơn á mày. Giống như bên kia bố thấy vấn đề tự vì con nói nè, bố nói bốn cái đề tài này đừng có nói nhiều, đừng có nói sâu. Bên kia bây giờ nó ra thì bây giờ thí dụ trường hợp ông thầy cũng thích thông lai thì giải thích sao? Đúng không? Thì vấn đề đâu đó nó có những trường hợp này trường hợp kia. Ai nói mày, ai nói ông mày nói mày là thích thông lai là thầy. Thì bây giờ ý con nói bây giờ họ đã dựng lên cái hình cảnh đó, họ dựng lại lên những cái clip đó, họ lên YouTube đùng đùng đó. Rồi có ai phản ứng đâu. Nó là bôi bác Công giáo cái đụ, cái đó tôi nói mày anh đó. Dù thông lai cũng giống như kiểu về thiền an bên bờ vũ trụ, ai nói ông là đồng sư. Rồi, ok con nói cho bố nghe, kể cả cái chuyện ông Đặng Hữu Nam cũng đã bị giáo phận Thiên Chúa giáo người ta xử lý chứ không phải là người ta không xử lý. Xử lý đâu phải là người ta làm ngơ đâu, người ta đã kỷ luật rồi. Kỷ luật bằng nghĩa địa. Đúng như ông cha Tân, bố thấy chưa? Bố thấy ông Tân không? Bây giờ là đâu có được đi làm lễ nữa đâu. Trời ơi, vậy đâu có đỡ. Tao đâu có đỡ, tao có chịu. Trời bố ơi, bố lấy gì bố không chịu? Đủ phải lấy khổ nó ra chứ đủ mấy chứ trời. Đủ mấy vậy sao nào? Người cái gì thì cũng phải. Cũng phải phải đi theo luật pháp, đi theo luật đàng hoàng, phải luật pháp đã nói người ta là luật được bờ được nhà nước hiến pháp bảo vệ mà bố đâu có nói như vậy được. Luật là chứ luật mình muốn cái gì? Chứ bây giờ con nói bố nè, bây giờ nè, công dân chúng ta ai nhìn thấy cái điểm đó cũng là nhức nhối hết, đúng chưa? Thì nhà nước họ cũng nhìn thấy vậy. Nhưng tại sao họ chưa xử lý? Tức là họ muốn xử lý thì họ phải tìm một cái phương pháp nào đó xử lý cho nó hài hòa. Đúng không? Thì chúng ta ở đây nếu mà chúng ta là công dân, chúng ta chia sẻ với chính quyền, chia sẻ với chính phủ thì chúng ta phải hiểu điểm đó. Chứ chúng ta đừng có góp phần vô mà góp củi vô thêm cái lửa cho nó sôi lên làm gì. Mày không coi hả? Khi tức là mình đừng có góp xăng vô nữa. Sao không góp? Đủ mà tôi đổ, ta không góp xăng đâu, tôi đổ ăn cô vậy thôi, ta không có đổ xăng đâu được, mệt lắm. Mà thôi bây giờ đi qua năng lượng, bây giờ đi qua năng lượng gốc giùm cái đi, ông rành cái vụ năng lượng gốc nè, ông chia sẻ giùm cái năng lượng gốc cho con cái đi. Ổ đang khoái cái vụ đó đó. Năng lượng gốc cái gì thì bây giờ đã lên đài VTV, người ta đã khai quật tẹt ra hết rồi, tất cả những người nạn nhân ta cũng đã lên nói rồi, thì còn năng lượng gốc của mẹ nó là một sự lừa gạt. Mà tại làm sao nó không lừa gạt bên Mỹ mà nó lừa gạt Việt Nam, mà Việt Nam là nghe theo thì ta nói mày rồi nãy giờ rồi, có nghĩa là người Việt Nam mình dân trí, người dân của mình vẫn còn quá thấp, hay tin tưởng những cái điều mà không thực tế. Cái điều đó là điều đó, tại sao không qua Mỹ lừa gạt đi, mấy cái rượu mới đập chết mẹ luôn chứ ở đó. Bởi vì sao nói dân trí Việt Nam nó còn vẫn còn thấp, và những vẫn còn có sự u mê, vẫn còn bóng đồng, vẫn còn coi cốt, coi thầy, coi bà, coi pháp luân công, giặt đồ rập bành bạch đi xin chim ăn. Nói chung là vậy, có nhiều cái bò cái bà bò trường lết rồi kêu rồi tôi ơi, nói chung là tắt tần tật. Và ta nói cho mẹ từ lâu rồi, những đất nước nào mà đạo giáo còn nhiều chuyện ấy thì họ là lạc hậu chuyện ấy. Đó là một minh chứng hùng hồn. Mà tao đây này đi qua Mỹ, tao cho mày thấy rõ ràng không? Nước Mexico và Tây Ban Nha là những nước cuồng đạo Thiên Chúa rất là nhiều, và họ rất là nghèo. Nghèo đến mức độ là ta đi hát rong, người ta đi bán đồ, người ta đi bán tượng Chúa, đồ tượng Phật. Nghĩa là họ chỉ có Chúa thôi, chứ vì họ bưng Chúa họ ra, họ bán tùm lum người ta ra, có nghĩa là rất là nghèo. Mà không phải ở xa nữa, dùng cái đất như Việt Nam, bên họ bên sát nát. Cái đó là một cái bài học mà người dân Việt Nam ông già ơi là ông già mà ông già ghê đó. Ở đâu thì nhà thờ nào người ta chẳng bán tượng Chúa tượng này tượng kia, bán bình thường mà đâu, bán để cho giáo dân họ mua mang về họ thờ thôi, có gì đâu. Không, cái đó đáng lẽ mày vậy là sai rồi, tao không có chấp nhận cái điều đó. Đạo Phật cũng vậy, đạo Phật và tu Phật cũng vậy đó. Đã là tu khi mà tu khổ hạnh có nghĩa là mày phải tự động mày trồng trọt, mày tự động mày trồng rau trồng cỏ, mày đi bộ đầu có áp đặt vậy đó. Được bố đâu áp đặt gì được đó mà gọi là chính nghĩa đủ. Bây giờ Việt Nam mình nhà trời ơi trời, người ta đã nói vậy. Còn giờ con hỏi bố nè, bố hiểu như thế nào gọi là tự do tín ngưỡng? Đồng ý tự do tín ngưỡng có nghĩa là thì đó nước. Thì bố đừng có lấy cái quan điểm cá nhân của mình đi áp đặt cho người ta, trong nhưng khi cái tín ngưỡng này, cái tôn giáo này đã được nhà nước Việt Nam người ta công nhận.
ai không biết mình nữa. Đâu phải là người chừng nào mà mình là người điều hành đất nước như thằng Trung Quốc đi, đúng chưa? Đó như đó đó, nó mạnh đó, nó muốn làm gì làm cái chuyện của nó. Cô đó đang mình là cái gì mình phải hiểu chứ, trời ơi ông già mệt, ông già quá. Không mày, bây giờ thằng Trung Quốc rồi, ông lên là ông quậy rồi, thằng Trung Quốc này là giỏi, thằng Trung Quốc rất là giỏi về đề đạo Thiên Chúa. Tao rất hư là khoái nó, là bị rồi là nó không cho Vatican hay là xía bỏ vào cái đất nước của nó. Thế rằng thì chừng nào mình mạnh như nó đi mình tính. Giờ mình mạnh chết mẹ thì không mạnh mày. Đủ. Trời ơi, tự ảo 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 cái này không được, không được. Nó ảo được, không được. Không được rồi. Ông già quậy quá. Con Huy lên đó, nó bảo nó phản biện ông già gì đó. Bởi vậy má, tao phải vậy mà tao phải đem ra cưa ra mà cưa đủ má và cưa hai nấu dầu đủ mới chưa chắc gì xứng tội của đám quỷ quái này đủ mày. Tao từng nói với mày rồi, tới bây giờ tới kỷ 21 rồi mà người dân của mình vẫn còn ngu ngơ, vẫn còn có những cái tin tư tin tưởng những cái chuyện trời ơi. Rồi thậm chí mày biết không, nó còn xúi dạy đau cúng lại Thiên Chúa nữa, xúi dạy người dân không có chích thuốc của Trung Quốc là kia cũng đò cũng y càng cũng khó rõ ràng. Tào lao không biết là thì nó xúi cái chuyện của nó chứ, nó xúi là chuyện của nó chứ. Giờ đây nè, con đạo Công giáo nè, con Thoa đạo Công giáo này cũng đi chích đùng đùng có gì đâu. Ờ mày khác, mày thì cái gì ớ tao giọng mày thì bố phải mày. Hiểu bố phải hiểu cho câu chuyện đó, không phải là ai cũng vậy, chúng ta phải hiểu rõ ràng. Mình nói ra nói thì lại mất quan điểm không hay. Có tao có quần quậy quá rồi mà bất đủ má, không còn điểm chặt gì chứ đủ thích chửi. Ông đừng có quậy nha, trời ơi đủ má khổ vậy mày, tôi bực mình lắm. Nhiều khi tao đủ má mất tự chủ là nó nghe nè, nó nghe nè xuống đi làm mà lấy chai whisky khui ra uống đi rồi lên chơi tiếp nha. Đầu cho nó bên này mới buổi sáng mà đủ má mệt quá, cãi nó đi chơi cho nó ấm bụng chứ, trời bên đó nó ăn lạnh mà đúng không, chứ ngồi lạnh quá. Nói chung là bính chai whisky vô đi. Bữa nay chẳng có cái gì gọi là hay ho chủ đề mẹ chứ, trời tại mà tao đã nói đi đó lại rồi, có nghĩa là gì là tao rất bực mình liền cái chuyện mà coi như ở trong cái đất nước mình mà nó bị quậy phá, mà hầu như tất cả những cái đứa mà lên mà làm đàn dân chủ cội này đều là Công giáo cả, và tôi rất là bực mình cái điều đó. Mày hiểu không, kể cả từ thầy giáo mà cái gì thầy giáo mà dạy cho học sinh mà vừa qua, tao nhớ có một cái thằng đó báo rằng nó dạy học sinh ca những cái bài giống như là phản động của mình nhiều lắm, nhưng mà chủ yếu là vẫn là nó có một cái tính cách là nó vẫn cố tình để mà nó quậy phá Việt Nam mình bầu như vậy. Tao rất là bực mình ở chuyện đó, không có cái gì tốt đẹp cả. Tao không muốn thích cái điều đó, nhưng mà thôi nói vậy thì nói chứ mình thuộc về dạng coi như một người dân đơn lẻ nói vậy cho mình chứ. Mà nhớ kỹ gia đình tao là gia đình Công giáo, nhưng mà tôi hiểu quá nhiều về đạo Công giáo cho nên vì đó là tao rất là ghét thâm đập